Tháng 1, 1987, Hòa Thượng Tiên Hóa cảnh báo chúng tôi không nên đầu tư vào chứng khoán. Tháng 1, 1988, Ngài lại cảnh báo chúng tôi không nên đi du lịch. Thật vậy, đó là một năm xảy ra rất nhiều thảm họa ở nhiều nơi. Tháng 1, 1989, Ngài sẽ khai thị những điều tuyệt vời nào? Và Phật Khánh Thành của Tổng hội Phật giáo Pháp Giới. Ở Bắc Mỹ bắt đầu cử hành thời khóa A Di Đà từ 9 giờ sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 1989. Trong Pháp hội, Hòa Thượng Tiên Hóa đã thuyết bài pháp này: mọi người chúc mừng năm mới. Hôm nay là ngày 1 tháng Giêng, chúng ta phải quyết tâm làm người tốt, tránh mê muội. Học Phật là học trí huệ. Học trí huệ là tránh mê lầm. Đôi khi chúng ta có thể làm những việc không đúng. Khi đã như vậy, chúng ta hãy can đảm sửa đổi và làm mới chính mình. Năm ngoái, các đại lý du lịch có lẽ đã không hài lòng với tôi vì tôi có nói rằng năm ngoái là một năm nguy hiểm cho việc đi du lịch. Tôi đã nói rằng sẽ có sự cố về máy bay và các vấn đề với tàu thủy. Du lịch bằng tàu hỏa và ô tô sẽ còn nguy hiểm hơn. Vì vậy, hãy đi ít lại và lại Phật nhiều hơn. Đó là những gì tôi đã nói năm ngoái. Năm ngoái là năm con rồng. Rồng biến đổi không ngừng. Chúng có thể đột nhiên rất thân thiện và đột nhiên rất bất lịch sự. Tại sao? Đó là vì chúng có tính nóng nảy. Khi chúng khó chịu, chúng không thân thiện với mọi người. Khi chúng không khó chịu, chúng lại thân thiện với mọi người. Năm nay là năm con rắn. Rắn thì có hai loại: rắn lành và rắn độc. Rắn lành thì không cắn, còn rắn độc thì sẽ cắn, rất nguy hiểm. Khi bị rắn độc cắn, chính vì thế mọi người tốt nhất là không được đánh rắn, không được săn bắn, không được câu cá. Sẽ có những nguy hiểm trong việc săn bắn và câu cá trong năm nay, chưa kể đến việc nổi giận với mọi người. Đối với người Phật tử, chủ yếu chúng ta nên tập trung vào tâm từ bi hỷ xả, giữ bốn lời nguyện lớn trong tâm: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chúng ta phải căn cứ vào bốn phẩm chất vô biên của tâm và thành thật áp dụng chúng vào bốn nguyện rộng lớn rất quan trọng.
quý vị không được chơi cờ bạc. Chơi cờ bạc trong năm nay rất dễ thua và không thắng được. Ngoài ra, năm nay cũng không được giết bất cứ con vật gì. Quý vị có ăn trộm không? Dạ tốt nhất nếu quý vị không ăn trộm. Quý vị bảo rằng quý vị không bao giờ ăn trộm. Nếu vậy đó không phải là vấn đề. Và tôi không phải nhắc nhở quý vị. Tôi đang nhắc nhở ai hay trộm cắp. Không được tà dâm. Đừng nói dối. Đừng uống nhiều rượu. Nếu quý vị không tuân thủ giới luật, quý vị sẽ bị hỏa báo. Phần lớn những người giàu mua cổ phiếu hoặc đặt cược vào cổ phiếu sẽ mất tất cả. Người nghèo cũng sẽ không thắng quá nhiều trong chứng khoán. Theo thống kê của tôi thì năm nay có khoảng 150 người thực hành tam bộ nhất bái từ cổng vào. Tốt nhất quý vị nên thực hành tam bộ nhất bái để ủng hộ và hỗ trợ tam bảo. Chúc quý vị luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Chúc mừng năm mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.